ទី 1 សម្រាប់ខែមិថុនាបានគូយើងកាលនឹងសប្តាហ៍ទី 2នៃខែមិថុនាដែលគូយើងកាលនឹងសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី 3 បាទ
ដែលអ្នកទៅយកព័ត៌មានពីបាទអានេះក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងក្រសួងសុខាភិបាលគឺជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងដែលអ្នកទៅយកព័ត៌មានទៅទូបានគ្រប់យ៉ាងពីអ្នកដែលអ្នកទៅយកព័ត៌មានពីបាទអានេះក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងក្រសួងសុខាភិបាលគឺជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានយើងដែលអ្នកយើងអ្នកសារព័ត៌មានទៅទូបានគឺផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នទីមួយតើ
khăn cứ nông bắt bắn cứ chạy tàu nông chung người Covid ngày đại cả chị á chị bảy nhà môi trường người địa bàn dần thôn thô thì ở chị bỏ đất dưỡng mình cao trong dạng của bạn dạng chân cái nào trong dạng của bạn dạng tiết tàu nông ở vậy cả mấy năm sùng cùng dương chân sùng cùng dương thì mình cao trong dạng bạn này là bẹp mà ở bang cục này là mình cao biến chung người trong tương lai đã tiết tàu nông chung người Covid đi và chơi chơi chuyện là đòi chuẩn lệnh mình tiết cứ tiết tàu nông làm sao mình điện bảo dưỡng តែមកយើងគឺឈិនដល់ចម្ពោះទី2ការរស់នៅជាមួយសហគមន៍មេរៀនទី3គឺអត់ជាក្រិតភាពអត់ជាជាមហន្តទីដែលបានមកទី2ហើយគឺបានយើងតទី6បាទមេរៀននេះអត់ចប់ទេនៅខ្លាចមួយសល់នៅម៉ោងទៀតបាទអត់ជាក្រិតភាពបាទយើងមកពាក្យកលឹះពាក្យកលឹះពាក្យកលឹះហ្នឹងគឺមានបញ្ឆិតបញ្ឈៀងបញ្ឆិតបញ្ឈៀងជាកិច្ចការសម្បត្តិបាទនិយាយឌឺដងដាក់ឲ្យគ្នាទៅមិញមកអញ្ចឹងយើងយល់ថាពាក្យតែបញ្ឆិតបញ្ឈៀងជាកិច្ចការសម្បត្តិ
chất chứ nó như vậy mình chọn thế cứ như vậy bạch chất miền ta bạch chất ở nhà năng đằng vấn thế mình vậy chọn phù mục thế cứ như vậy phải hơ sầm lên ở nhà năng đưa ở lư ở score tha cái chọn vậy bị tất cả nè nè và chứ nên cái chuyện này là mới như vậy mới mình chọn một cái cứ như vậy bài chỉ bạch chất và bạn ta ở nhà năng lư từ tam score từ tam ở bài miền này là phải giàu mình miền này là to thì cứ miền này là bài phải giàu mình chậm chậm cứ như vậy bài kia phải giàu ở nơi nó lư lư tam diện này xem xét tới tam và nên các ta bật chậm chiêng và mục tiêu cứ giật thanh dịch cả giật thanh dịch khá cứ chuyển niệm đấy mà cá cơm đọc lư đương ra tiền ở không từ là cả miền đó giật thanh dịch khá cứ chuyển đan sản mặt tại cách bao từ là cả cho nên đan sản mặt tại cách bao từ là cả miền đan sản mặt tại cách cơm từ lư sản nông riêng của bạn nha chẳng sản nông riêng của bạn nhá chân tu la ca miền giới thanh ca ai sa rư sanh nông riêng na có bán có bán ở tại miền ca miền ca sanh sông cái nam miền sanh ca sanh sông chưa chia phạm bằng rồi luật bắt tới có anh ca sa rư làm mình bán này cứ giới thanh ca giới thanh ca bán được tốt là đọc được ra thì đại ca miền láng du mà hai cái bán này cần dẹp về một chín năm còn lỏng máu có bán này chân giới thanh ca thì anh đạo biển đang thanh là mấy sa rư sanh nông riêng mà vẫn làm vậy đó sai thì tăng phải chụp bắp thay giới thanh ca chứ mà ta bị phía xa từ đời riêng ra để cả miền làng địa bề du hái đòi xa bậc côn rồi gặp việc kịp xây chết ở chết ai tận sông xây đây thơ phía xa sông ấy xa rơi nên sẽ nói mạch xa năng nơi bề đáy cho là cả ở bàn tranh kế xa cỏ màu và chắc ai xa rơi là một bạn và giờ một tiết tiện tôn năng sa mặt tạc cách cứ chuyển niệm đáy cách đại tiện con năng sa mặt tập hiếp rồi bỏ cả xuống xa bàn nà mùi sa mặt tạc cách cứ đánh sa mặt tạc cách bỏ cả xuống ô mặt tạc xuống cả phía chiến xuống như thế xuống ở Brom xuống mà tây bà cần ai dương tiện tôn sợ xá cứ tiện tôn những cái cứ xuống ở Brom trong đan sản phẩm xuống ở Brom cứ bẹp con từ lưỡi ca bằng riêng rồi bao lục cung lục tam như thế rồi con bị ô rồi bao bao mà hai năm bị ô lại ở sơ xoay vô là sợ xá bây giờ quay đại ca miến nơi đại bao đại cung cung bạn bằng riêng được tam bị ô này nằm bây giờ đó sơ và đang sơ từ tu con miến năng ai sợ xá tam như thế propon internet propon internet ampai rien te tam awai te krum rien ni ban tha ot mong rien toa ku bong rien tam leakna prayaol thua oy sœ aich svang yol pi awai te ban to saksa tam ya video ni chang pi samatthe ku che dan samatthe ba kasuong aprom suong arom che nea riep chom ai ke propon internet nang ru ko riep chom ampai oy sœ rien ban to ba ba yeung chi da chamnat mu tiet ku tiet tou nang chamnat ti 5 krom salathor sarapon mien ba chamnat ni ku leuk che samnuo teang dong តាម អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ត្រូវ មាន ក្រម សីល ធម៌ អ្វី ខ្លះ បើ យើង មើល ទៅ អ្នក សារ ព័ត៌ មាន នៅ ពេល ដែល យើង យក រូប ផលិត រូប ភាព យក ពី ព័ត៌ មាន គ្រប់ បែប យ៉ាង ក្នុង សង្គម យើង កាល ណា យើង យក គឺ ត្រូវ មាន ការ លំដាប់ លំដោយ ការ សួរ សួរ ថា មាន របៀប ផលិត ក្រម របៀប សួរ ថា មិន ឲ្យ មាន លក្ខណៈ សមរម្យ ទៅ តាម ក្រម សីល ធម៌ ជីវៈ របស់ ខ្លួន ជាង អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ធ្វើ អ្វី មួយ គឺ ស្វែង យល់ ពី អ្វី មួយ ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹម ត្រូវ ទៅ តាម នឹង យើង មើល ទៅ ជា រូប ភាព នេះ បង្ហាញ ហាញ ពី ការ យក ព័ត៌ មាន ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកមុំហេងបាទនេះគឺទាក់ទងអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលចម្លើយក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានមានអីខ្លះបាទអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានក្រមសីលធម៌ដូចជាគោរព
sẽ trả thọ thưa vậy mới để tâm trời bảo thì pi cứ sắp sai còn miền nam đại miền ấy sắp sai còn miền tây tại miền hiệp sẽ trả đất mà hiệp sẽ trả đất người ta tâm tới thật ta mà cho bạn trời ghế tới group sắt sợi hiệp nhẹ ở tây miền ta thưa vậy mới để group sắt nhẹ ở tây mà thưa vậy mới để tam tình đường chất trong xua xua bạn nào bạn ấy bạn là thưa vậy mới tới tại miền trong sắt thọ chi bẹ bạc luôn thật ta lùng đầm đời ham thật tu sầm nộp nẹt đất tây mà nẹt sao còn miến mình tới thật tu sầm nộp nẹt ghế nẹt đất tây thì đạm bay đã thôi còn miến nên căn lò bật sáng đôi ta giờ giờ miến cọng ca thật xây nâng miến lại trong trời thì tam chấp ba sầm nộp mà căn ai giờ tu sầm nộp ở sập sai và bay đại mình tâm tới cứ chia đường mình sầm rậm nẹt sao còn miến cứ khâu chấp ba mình tới muốn bằng cách cơ bò để hà kế nẹt đất tây lòi chấm căn nhà kia mình hay bằng hai cái bằng hai sọc sai nhẽ ghế này sao phần miếng mình tới bằng hai bây giờ bây kia mình chọn lại bằng hai thì và nếu cứ chia con sợi thọ chỉ vẽ được bao nhẽ sao phần miếng tới đặt vừa với muối thì tam chấp bắp tam ở với đại chia luôn miếng chấm này đăng thì tam ở với đại luôn miếng nhẽ sợi cá nhẽ sao sọc sai ở với muối đại tam tới tam chấp bắp tam đoạn nó gồm bây giờ chia ra chấm này mình tiếp cứ sử dụng pí ta nhẽ sao phần miếng tới vừa được lấy làm với đại sao con sợi thọ ở bàn là ở sao ở với đại là ở bàn sao ta nhẽ sao muốn nẹt xa con miên ta thua nhà mạch và hải bàn lọc xa năng và giờ mới thức môn ta thua với cư chân miên ca su trầm trời tam bạc bọt ấy ghế nên ca su mà mẹ nên su tam chất để dương trọng đăng thì mà su ở với mùi tẹt tẹt tôn nâng đẹp nào ta xa mặt rụt này chân ta miên tìm mùi và giờ mới tìm nói đạm bấy ra xa con xa thua ở bàn lọc xa nẹt xa con miên trời môn năng chốc xa con miên na mối thơ bị nật ở bàn chế bàn lọc và dương đang hái cái nào muốn nâng sọc sai còn miền ở bảy muối và muốn thưa bảy muối ở hà chôn bản đắng dương thời ta thưa mấy bình đất thu bình đất bia bàn tâm trời mưa cho mưa lang thưa mấy anh miền này là tâm trời ta cà sai đến bị bão dương mà ai dương cài sầm luôn ấy anh ta bọn nó lại bàn tâm trời mình chẳng cái nào dương sọc sai ở bảy muối này miền là stong đa miền là sọc cật bàn loa mình miền là bảy khóc bài bắt dương sọc sai ở bàn bà dân nâng chấp sai tới bàn chân trái biết về miền lệ tâm tới tự tam ở bây giờ dân trắng chẳng bàn mà một tiết cứ sơ sê phần miền nát đại miền lệ nạ đại miền cả nhạt pin mình chắc cầm hôn rứ co bọc cổ môn chấp sai bà này ra dân sai phần miền nát cứ dân cua đại thưa phần miền nói tâm thời hái dân ăn nhạt pin bọc cổ làm ta ăn nhạt cầm hôn năng ăn nhạt ở dân sập sai ở bây bàn ọt bà con mình ăn nhạt ở dân sai dân tập sai thì bà rồi có dương tự tu sầm nộ vì nhận nạp xế cao bị bậc cổ năng làm bệnh sọc sai nâng cổng hôn ăn chơi thằng chó vì bác bó là bậc cổ năng bác bó là cổng hôn năng chẳng dương mình tự tu sầm nộ vậy tầng ọt dương thua vấy mới tất tam ở vậy đại dương trong xài bảo kếp sọc sai ta cổng hôn sọc sai tư nè nhầm ọt bên đây miền này là làm trời hai chẳng dương tự tu do tôi đi bằng tay mình chưa sầm nộ thì cứ cả chua là sọc sai thì và chừng này có chiếc cứ sọc sai bó miếng đại miếng bậc hộp chú bàn loan nâng thọt tăng làm trời và chẳng muốn nét xa toàn miền thừa bảy muối ở miền lạnh ao xa chương thơ rộp phục bì ta bộc phục nóng chụp ba ẩn tâm trời ẩn mày mày chưa tập sai thì bảo miền bộc phục chụp ba hái dương tới sọc sai tới viêm khẩu thì bồ đà non sư công chưa tập tái ro toàn miền tiền ó tới tại miền phía chụp ba lo nằm bộc phục tới hay nằm miền phật tăng chụp ba lo đài và nên phía phật tăng chụp ba lo dương sọc sai tới địa khẩu ẩn cùng thì và nếu cứ chạy theo sao toàn miền thừa mày lo và xa cứ miền chậm lịch chẳng bảy năng thì mỗi một sắp sai tại bình thường tại bàn chấp ba thì pi sắp xếp bọn miền nát đại chẳng có món ăn nhạt thì bấy sắp xếp bọn miền nát nên họ tăng là một cuộc chấp bản lo và chứng minh bây giờ là thường khăn bây giờ trên đã đo chấm lệnh một âm mẹ buồn chấm lệnh tiếp cứ chấm lệnh thì bốn cứ tới cơ độ chi chi vẹn ở bàn làm tay mẹ ta cơ độ ấy ở vậy đại dương che nhà sao bọn miền cứ che chấm ba pi ở vậy đại môn sắp xếp cứ chấm bản lo chẳng cần là dương che chấm ba dương sắp sai tới vẹn không bán nơi ca cao sản nơi ở vậy đại dương sắp sai nằm cái này dương mình chi vẽ tâm vị chi chi vẽ chỉ bàn lo tâm tới hái chẳng thưa ai dương miền một tận lạc luôn dương thưa ai dương cái tự tu ban nơi ca cõi xa bị mà chuẩn ban ấy trên trên đó chấm lại ti phẩm muối chia ra tập hiếp nơi tận lạc cả ba sầm núa ti muối pro san ba ô khai chia cả chia nẹ căn chấm bắp không tận lạc cả bình tập on trời thưa đôi mình đây đập ấy ở sầm cung miền dương thịt hòa và mới nơi nông tận lạc cả cái này dương khai chia nẹ đặt non chia nẹ ấy bị phe thằng thái nó ở vậy một cái tâm tới chẳng mấy ở việc chính chính nông viên nâng và căn dựng thôi cho bạn nó chẳng dương lúc tới tất cả vậy là những chấp bập bàn chè tất cả tôi được gặp thua vậy đã cần là gì khai trên này khai trên này căn chấp bập tới tới phía bạn chấp bập nó mà mem chè cắt đấy
ធ្វើតែតាមអ្វីដែលគេបញ្ជាឬក៏ធ្វើអ្វីទៅតាមអ្វីដែរគឺចង់បានទេបើអញ្ចឹងកាលណាយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឬក៏នៅក្នុងកន្លែងណាមួយយើងគួរតែធ្វើអ្វីមួយទៅតាមមានភាពមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ទៅក្នុងសង្គមបើយើងងាកមករឿងចម្លើយរបស់យើងបាទខ្ញុំត្រូវប្រកាន់យកភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទៅមានតម្លាភាពទីមួយយើងប្រែលើតម្លាភាពរបស់យើងកាលណាយើងមានតម្លាភាពភាពមិនលំអៀងទៅខាងណាមួយទេយើងឈរជាកណ្ដាល ຈັ່ງມັນຖ້າແນ່ນຂໍຫຼືກໍແນ່ນອັນໃດໆເຮົາພໍທາງສະໄສອາບານຈະບານເຮົາຕ້ອງໄປເວຍຫຍັງນັ້ນແນ່ນນັ້ນກະຕຶ້ນມີພຽບຍຸດທະທໍບາດຕອນນັ້ນນັ້ນຕະຫຼາກາທີ 2 គឺគេត្រូវមានឯករាជ្យក្នុងការជំនះក្តីនានាបានថាខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំវាត្រូវមានភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការដល់ខ្លួនឯងគ្រប់នៅវិជ្ជាជីវៈចំណេះដឹងដល់ខ្លួនមានកាលណាខ្លួនមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយចឹងធ្វើឲ្យយើងឯងទទួលបាននៅភាពមោទនភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងភាពកោតសរសើរនិងភាពចូលចិត្តពីមហាជនបានថាធ្វើឲ្យមួយទៅតាមទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់និងសង្គមបើចំណុចទីគឺត្រូវធ្វើទៅតាមធ្វើឲ្យតាមឋានានុក្
tiệt tí tiệt lan đập búa anh ấy thà thân anh cầm chẳng nét đã thưa chưa mình thấy ấy được không từ là cá cua ta thưa với mua từ tam chấp bằng đoạn mi lệ đã tâm tư con thưa với từ tam ca sầm nộp sụp ban về xin xin bà ấy cứ chạy tàu nắng anh chỉ cần từ là cá anh ấy từ là cá bây giờ chuẩn lệnh mua tiếc cứ tị sầm nộp tị pì ông bà má tháp ôn chuyện này cần chấp bằng phần tệ tháp ôn trời thưa đừng đến làm bây ao sầm cung miên cao bị bót từ một ban đó phá xa bà giờ mới này nông tự là cá cần là dương khai cho nhà căn cho bà phải riêng thua nhà mấy ở miền sông cung nên miền miền cao bị bọt tận một bài bằng lao phá xá chứ dương ta cột cho bà dương thưa tự tam cho bà ở bây đại miền thưa ở bây tự tam cô ca cho bà rất thầm lên chạy dương cần là dương khai cho nhà được nom được thưa ở bây mối cứ cột cho bà tận lọ bàn thầm tây bà mình mang thưa ở bây mối ôi chơi trở lại cho chứ bà sân chỉ ôn khai cho nhà để biết miền làm lại tuồng tí thông thê nhà nông sông cung hai bà ôn bà làm tới khi stop một chung cứ ăn cái bàn ta khuôn chứ nặng căn chứ bắp dương mừng cổ chứ bắp thì khôn chứ bắp chứ cái nào dương khai chứ nhẹ miệng chùm này đang cua dương cua đã khơi phương stop được phương trả gió cho ta chụp màn ta ớt miệng nước miệng nước thì cứ ta chụp cả nào miệng thương cả hóm ta sẽ chụp tặng ớt này đọng bây sổ văn tập hiếp ế nhẹ thư vừa đồng nào cổ bạp dàng và bà dương cổ tặng ớt này vừa ớt ta chết miệng phía bị chùm đàn hay cái nào dương khơi stop chứ ớt tới hai mừng cổ phương trả gió thư ai bác bọn đó xin đạp thọ thành công thư ai bác bọn đó kế ayu cipat cip orang, orang ayu cipat tuan ayu tembok. Baju yang tadi teruk cepat, ah ni tiada orang cepat tembok dengan sekum. Kemudian yang yang cina cuma nai, nyom terat bantang cepat bantang terat cepat lor. Mian kau nampir, nang memat samlap anak wat nang kan nampete, perkop dah sebat terpih. Baik, ni kau cie awai mood aji bom nong matang bom o. Bom o nang ay kan cepat tu ay mian lekat tembok. Karena jeng mian lekat tembok, hai jeng miền chậm này đang khu hai dương gấp miền cái sợi chi vật thon luôn miền rong sợi thon bốn thưa ai dương miền côn cái gấp thưa tới ta mà bảy mũi đại dương nâng cả năng khai như này nó cứ miền côn là phía bay và tới miền côn ấy miền sơn bát là phía lõa cả là vật bắp miền phía tầng rắng chỉ bát lõa thưa ai nhà cái nhà đại mình gấp chỉ bát năng khai ai và lấy cái chiếc bánh nhà mùi anh non sùng cung và na dương chỉ bát tầng lõa dương cái prime miền là tầng trời hết thưa ai sùng cung dương miền phía ít để chậm năng áp bọt dạng lương một phần và chương trình đó chúng mình một tiết cứ áp chế cơ thể phiền này tự là cả chương trình áp chế cơ thể phiền này tự là cả nên trong đấy ta áp chế cơ thể phiền này tự là cả mới là một khác áp chế cơ thể phiền này tự là cả cứ miền và chỉ mới đắng tự là cả cứ âm lại tự là cả mới áp chế cơ thể khác và âm lại tự là cả cứ ai kể và cứ mới che cả hoặc chia cộng chia bình nào tặng họ cái nào muốn tự tu được đấy cứ luôn ai chia nhẹ che cả luôn ai mà ta vừa vậy thì ta mà vậy là dương miền chẳng hạn đang luôn dương miền mà mình ta mình chia có cả kiếp sân cấp làm mùi thì cứ thưa với mùi từ tam chấp bắp tổng lọt đại dương miền hay biển miền này lại cái gì cần ăn nó sùng cung chưa tập thấy cứ ông này cái bạn bay chạy chỉ bay hay ông này đi tệ bệnh nhát ông này đi tệ prat bán nó ông này từ là cả chăng ông này chẳng mấy bay chạy đây bị kia ở châu kia thì ông này mùi mùi miền này là cái ghế miền này là lại lại bằng tay co biển miền cà rốt bên này từ bên nhà mỏ cà tam đan cà bên này từ bên nhà mỏ đại hay có cẩn thận nó một con mùi chấm nước tàu tàu đại và biển mặn ai tận đại lại tăng sống thế vấn đề nông chấp bắp cứ đặt bị cái này tạm đòn cứ bằng giấy bì ông này là cá bì mẹ ai cái điện ai cái điện phép là luôn ai mà cha cá được luôn ai mình sẽ đập giao về thằng ở cứ thua vậy tất tăng ở vậy để luôn miền
បាទមួយទៀតគឺធានាអនាគតនឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងដឹងហើយគណៈតុលាការគឺធានាអនាគតនឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋចង់បានអីធ្វើអ្វីមួយទៅតាមច្បាប់ទំនប់ទៅតាមអ្វីដែលយើងមានទៅតាមអ្វីដែលជាឋានានុក្រមច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់ក្តីអ្វីមួយអញ្ចឹងតុលាការត្រូវតែមានភាពម្ចាស់ការការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងមិនធ្វើអ្វីចាក់ក្រមត្រូវបំពេញភារកិច្ចតាម
nhà có mình ai thông đàn này អីគេអគ្គប្រាជ្ញាកោមិនអាចថងដែរគាត់ដែរចៅក្រមកណាចូលក្នុងសាលាក្តីមួយគឺចៅក្រមជាអ្នកបញ្ជាគ្រប់អាយ៉ាងទាំងអស់ហើយឡើងជីថ្ងៃគឺជាអ្នកទទួលអីគេវាអត្តបទដើម្បីរកការសរសេររបស់អីគេភិក្ខុការពីក្តីរបស់ហើយថាមេធាវីការពីក្តីរបស់គុំអីណាមួយមិនថាគេតាមចិត្តចង់ចោតគឺធ្វើការពារ ហើយចៅក្រមគឺបញ្ជាទៅឲ្យមេធាវីបរិញ្ញាមេបរិញ្ញាគឺបញ្ជាទៅដោយក្រឡាមជីជាអ្នកកត់ត្រារាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ដើម្បីមកតាវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែរទេក្រឡាមត្រូវហើយទៅតាមច្បាប់ចិត្តតុលាការជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយគឺអ្នកនឹងអាចត្រូវទៅរកខុសបាទទៅតាមដំណាក់ភាពដែលចៅក្រមអនុម័តយកមកចំណុចមួយទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការអញ្ចឹងរាល់ ច្បាប់ទាំងអស់រាល់អ្វីទាំងអស់គឺព្រះអង្គត្រង់ព្រះអង្គត្រង់គេធានាឯករាជ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្របដណ្ដប់លើទូទាំងប្រទេសនៃប្រជានិយមកម្ពុជាអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គគឺជាមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលជាប្រធានបាទនៃអំណាចនៃតុលាការទាំងអស់ធ្វើឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងជាអ្នកធានាសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពអពរគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងប្រទេសទាំងមូលបាទនេះគឺព្រះអង្គបាននៃប្រជានិយម ផ្សេងផ្សេងនៅពិភពលោកដែលប្រកាន់នៅរបបជាតិតៃបាទចាត់តងថាជាតិតៃនេះឲ្យតែនាដែលមានច្បាប់ទាក់ទងទៅលាការគឺធានាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពអពរគ្រប់យុគគ្រប់រូបទាំងអស់បើយើងឈានចំណុចមួយទៀតគឺតុលាការត្រូវតែមានយន្តការលើគ្រប់រឿងទាំងអស់មានថារាល់តុលាការទាំងអស់អញ្ចឹងគណៈតុលាការត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយ ក្រុមដំដល់សំណុំរឿងទាំងអស់រឿងអរាទាំងអស់ដែលកើតមានហ្នឹងទៅប្រទេសអញ្ចឹងតុលាការបញ្ជាទៅដល់គេបញ្ជាទៅដល់អីដូចជាក្រុមដូចជាបរិញ្ញាទៅតាមខេត្តមួយមួយកាត់ក្តីអីទាំងអស់ត្រូវតែស្ដាប់អីនៅតាមខេត្តមួយមួយតាមតំបន់នៃខេត្តមួយមួយកាលណាខេត្តធំគេដាក់គេបរិញ្ញាឬក៏បរិញ្ញាពីរបីរូបអញ្ចឹងទៅត្រូវខេត្តតូចដាក់បរិញ្ញាមួយរូប ឬពីរូបយ៉ាងទៅបាទទៅតាមតំបន់ទៅតាមទីតាំងណាដែលមានចំនួនជាជនតិចនៅក្នុងច្រើនបាតនេះគឺទាក់ទងនឹងអំណាចតុលាការអញ្ចឹងតុលាការមានសិទ្ធិក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃរឿងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទយើងឈានដល់ចំណុចមួយទៀតគឺថាពង្រឹងពុទ្ធិមិរិទ្ធិថ្មីសំណួរទី1តើតុលាការត្រូវមានអាជីវកម្មភាពដូចនេះខ្លះតុលាការត្រូវមានអាជីវកម្មភាពដូចជាមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ធានារក្សាអនាគតនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជំរះក្តីដោយយុត្តិធម៌តុលាការត្រូវមានយុត្តិធម៌គ្រប់រឿងទាំងអស់បាទនេះធ្វើឲ្យមួយទៅតាមដែលខ្លួនមានបាទធានារាជរក្សាអនាគតការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋគ្រប់រូបជំរះក្តីដោយយុត្តិធម៌តុលាការត្រូវមានយុត្តិធម៌ពាក្យយុត្តិធម៌បានគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃរឿងនេះអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាឬក៏រឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏ដោយឲ្យតែគេហៅថ
Bạn chưa được đó một chiếc cái cá tè và cái cá tè hết ở với ban chị tổ là cá tới ai kia thiếp là luôn ai hết ở với ban chị tổ là cá tới miền ai kia thiếp là luôn ai và chẳng bảo bọn mưa sầm nổi tới hai chữ phơ phồng công giờ tôi tục chào còn là khơi nha tục chào bọn hát phơ rồi làm phơ chẳng cua là phơ mang group như thằng hai chữ lại là cô mới tam group như thế nào thì mùi mùi và lúc đó chia một câu cho các bạn ấy ai tầm đẹp máu của nó chạy mưa à đang cầu tục về là buổi ngày bà phụ nữ thuê hai nông dập về chập bị mỏng pí à mỏng pí là pí pí à pí cái lá hói bà phụ ông ón ai lại gù mờ bà chẳng chịu lắng tôi lại ai mở rồi có ai sai sai bật lại gặp bạn này bà lại gù mờ mà to gặp bạn đang cầu tục về một ngày cận bà chẳng phụ ông ón tam à giờ từ cận để liền phóng hai nắng tầm lẹ à sùng lùi cá tè phóng hai nắng gù gò phóng cứ chập bị mỏng pí sam sắp đó đó mà bảy quận và ở đây lời bị nặng tề và chẳng phải ổn
សូមសកតមេរៀននឹងគឺកូកូកងផងបានគ្រប់គ្នាសម្រាប់ថ្នាក់ទី 9 ទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់នេះបាទសូមជម្រាបលា